con xin hết lòng cảm tạ. Vì Chúa đã nghe lời miệng con xin, giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, xin hướng về thánh đài bái phục kính thờ Ngài. Chúa ơi, lúc con dâng lời, Chúa dù thương xem tôi, ngày con khấn xin với Ngài, Chúa dù thương đáp lại. Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Ngài, tình Chúa vẫn luôn tồn tại không phai, Chúa thương tình đáp lại trong ngày con kêu tới. Uy danh lời hứa còn, Chúa bổ sức cho con. Chúa ơi, lúc con dâng lời, Chúa dù thương xem tôi, ngày con khấn xin với Ngài, Chúa dù thương đáp lại. Lạy Chúa, muôn vua dưới trần cảm tạ, vì đã lắng nghe lời Ngài ban ra. Đường lối Ngài đem bình an thư thái, vinh quang Ngài vĩ đại mai rạng chiếu tương lai. Chúa ơi, lúc con dâng lời, Chúa dù thương xem tôi, ngày con khấn xin với Ngài, Chúa dù thương đáp lại. Nhờ Chúa thân con sống đời an toàn, và Chúa giúp con trọn vẹn hân hoan. Chúa ơi, tình thương Ngài luôn rộng cao mãi mãi, công trình đất trời Chúa đừng nỡ buông lời. Chúa ơi, lúc con dâng lời, Chúa dù thương xem tôi, ngày con khấn xin với Ngài, Chúa dù thương đáp lại. Danh Cha sáng ngời, triều đại mau tới, thánh y mọi nơi, địa cầu thương rơi. Xin Cha mỗi ngày hãy ban lương thực, tha tội nhân thế đừng để xa ngã, gìn giữ chúng con khỏi mọi gian tà. Anh em xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa
người bạn ban đêm đến nhà mượn vài cái bánh đãi khách đường xa mà bị từ chối. Anh em biết là dẫu ai chủ nhà không dạy cho vay, vì tình bạn hữu thì cũng giúp cho khỏi họ quấy rầy. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Trong anh em nếu là mẹ cha thương con cái nhà mà chẳng đứa cá lấy rắn mà cho mặc kệ lòng nó. Anh em vốn là thế nhân gian tà, nhưng mà cho con toàn điều quý giá thì huống chi cha chọn lành trên trời. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ cho. Tuy viên quan kia hững hờ mọi người không tin Chúa Trời mà gặp dân tới quấy mai nài van đành chịu sự án. Anh em biết là Chúa thương dân người đêm ngày kêu khấn, vì vậy Chúa sẽ